Xin chào quý vị. Đội ngũ kiến trúc sư của nhà Phương Đông rất vinh dự được giới thiệu đến quý vị một công trình tân cổ điển đầy cảm hứng. Thiết kế này là biểu tượng của sự sang trọng và tinh tế, được thể hiện qua từng chi tiết tỉ mỉ. Sự hòa quyện giữa phong cách kiến trúc cổ điển và các tiện nghi hiện đại đã tạo nên một không gian sống lý tưởng, vừa đẳng cấp vừa ấm áp, nơi mỗi gia đình có thể tự hào gọi là nhà. Chúng tôi cam kết không ngừng phấn đấu để mang lại sự hài lòng tối đa cho quý khách. Từ giai đoạn thiết kế cho đến việc giám sát và kiểm tra chất lượng công trình, đội ngũ của chúng tôi luôn đồng hành chặt chẽ cùng khách hàng trong suốt hành trình, đảm bảo mọi chi tiết được thực hiện một cách hoàn hảo. Với mục tiêu kiến tạo những không gian sống lý tưởng, chúng tôi tận tâm đáp ứng mọi mong đợi và nhu cầu của quý vị. Mẫu nhà BT12404 là một kiệt tác kiến trúc đặc sắc từ nhà Phương Đông, mang phong cách cổ điển kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và tính tiện nghi vượt trội. Hãy cùng khám phá vẻ đẹp ấn tượng qua từng đường nét tinh xảo và trải nghiệm không gian sống đẳng cấp mà mẫu nhà này mang lại. Với mặt tiền 17,2m và chiều sâu 21,1m, ngôi nhà sở hữu tổng diện tích 356m², mang lại một không gian sống rộng rãi, thoáng đãng và tràn đầy tiện nghi. Sự bố trí nội thất được thiết kế thông minh và tinh tế, đảm bảo tối ưu hóa từng khu vực chức năng để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Tổng thể kiến trúc là sự giao thoa hoàn mỹ giữa tỷ lệ cân đối và vẻ đẹp tinh tế, tạo nên một dấu ấn ấn tượng, thu hút ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào căn nhà. Bạn sẽ được chào đón bởi sảnh đón rộng rãi với diện tích 19,2m². Không gian này được thiết kế tinh tế, không chỉ tạo cảm giác thoáng đãng mà còn là điểm nhấn đầu tiên, mang đến sự ấn tượng và sang trọng cho toàn bộ ngôi nhà. Tiến sâu vào bên trong, bạn sẽ bắt gặp không gian phòng thờ rộng 17,8m², nằm trang trọng tại trung tâm của ngôi nhà. Đây không chỉ là nơi giữ gìn giá trị tâm linh và văn hóa gia đình, mà còn được thiết kế tinh tế, mang lại cảm giác ấm cúng và tôn nghiêm. Ngay bên phải sảnh đón là khu vực phòng khách rộng rãi với diện tích 53,3m². Không gian này nổi bật nhờ các bức tường được ốp gỗ cao cấp, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và ấm áp. Những điểm nhấn từ đá tự nhiên được bố trí tinh tế, càng làm tăng thêm sự đẳng cấp và cuốn hút cho căn phòng. Đây là nơi lý tưởng để gia đình sum họp hoặc đón tiếp khách quý trong một không gian vừa hiện đại vừa lịch lãm. Bên trái sảnh đón là khu vực phòng bếp ăn rộng rãi với diện tích 54,2m², được thiết kế để mang lại sự tiện nghi tối đa và không gian ấm cúng cho gia đình. Phòng bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, từ hệ thống bếp nấu, tủ lạnh đến khu vực bàn ăn lớn, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt và tạo sự thoải mái trong từng bữa ăn sum họp. Đây thực sự là trái tim của ngôi nhà, nơi gắn kết các thành viên trong không gian vừa sang trọng vừa thân thiện. Với mặt tiền sảnh rộng mở, mang đậm phong cách tân cổ điển, không gian phòng khách và phòng bếp được kết nối một cách tinh tế từ sảnh chính. Thiết kế này không chỉ tạo sự thuận tiện trong di chuyển mà còn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho các khu vực chức năng. Sự liền mạch trong bố cục giúp ngôi nhà trở nên thông thoáng, hài hòa, đồng thời giữ được nét sang trọng và ấm cúng đặc trưng phía sau. Không gian hành lang phụ được thiết kế để ngăn cách một cách khéo léo giữa khu vực sinh hoạt chung và không gian riêng tư của các thành viên trong gia đình. Đây là một yếu tố quan trọng giúp tạo sự riêng biệt, đồng thời vẫn đảm bảo sự thông thoáng và tiện lợi trong việc di chuyển giữa các khu vực. Hành lang phụ không chỉ góp phần tối ưu hóa không gian mà còn mang đến sự cân đối, hài hòa cho toàn bộ bố cục ngôi nhà. Căn nhà còn được trang bị sảnh phụ, tạo lối tiếp cận riêng biệt vào các khu vực sinh hoạt riêng tư của gia đình mà không làm ảnh hưởng đến không gian tiếp khách. Sự thiết kế thông minh này không chỉ mang đến sự riêng tư, yên tĩnh cho các thành viên mà còn giữ được sự sang trọng và thoải mái trong khu vực tiếp khách. Tiến vào không gian riêng tư của gia đình, chúng ta sẽ gặp phòng sinh hoạt chung rộng 28,7m². Đây là không gian lý tưởng để các thành viên trong gia đình quây quần, thư giãn và trò chuyện. Căn nhà bao gồm 4 phòng ngủ rộng rãi. Mỗi phòng đều được thiết kế để mang đến không gian nghỉ ngơi thoải mái và riêng tư cho các thành viên trong gia đình. Các phòng ngủ được trang bị đầy đủ tiện nghi, tạo cảm giác thư giãn và ấm áp. Bên cạnh đó, mỗi phòng đều có các khu vực vệ sinh chung tiện lợi, được bố trí một cách hợp lý để tối ưu hóa không gian và đảm bảo sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày. Phòng ngủ một rộng 24,9m², được bố trí tiện nghi và tinh tế, với khu vực phòng thay quần áo riêng biệt, kín đáo và sang trọng, mang đến sự thoải mái và riêng tư tối đa. Phòng ngủ còn được trang bị một phòng vệ sinh riêng rộng 6,5m², đảm bảo sự tiện lợi và thư giãn cho chủ nhân. Không gian được thiết kế hài hòa, kết hợp giữa sự sang trọng và tính tiện dụng,
tạo ra một nơi nghỉ ngơi lý tưởng trong ngôi nhà. Phòng ngủ 2 cũng có diện tích rộng 24,9 m², được thiết kế tương tự phòng ngủ 1. Phòng ngủ này cũng sở hữu khu vực thay quần áo riêng tư kín đáo và sang trọng, mang lại không gian nghỉ ngơi thoải mái và riêng biệt. Cạnh đó, phòng ngủ 2 còn có một phòng vệ sinh riêng rộng 6,2 m². Phòng ngủ 3 có diện tích 17,5, được thiết kế đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, mang đến một không gian nghỉ ngơi thoải mái và ấm cúng. Phòng còn được trang bị một phòng vệ sinh riêng rộng 4,2 m², tạo sự tiện lợi và sự riêng tư cho chủ nhân. Tương tự như phòng ngủ 3, phòng ngủ 4 có diện tích 17,5 m², được thiết kế hợp lý để tạo ra một không gian nghỉ ngơi thoải mái và yên tĩnh. Phòng ngủ này cũng được trang bị một phòng vệ sinh riêng rộng 4,2 m². Căn nhà còn có một khu vực vệ sinh chung rộng 10,2 m², được thiết kế thông minh và tiện lợi. Khu vực này được tách biệt rõ ràng giữa khu vực vệ sinh và khu vực chậu rửa, giúp tối ưu hóa không gian và mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Thiết kế này không chỉ tạo sự tiện nghi mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự gọn gàng cho không gian sinh hoạt chung của gia đình. Tới với ngoại thất công trình, chúng ta thấy công trình sở hữu mặt tiền đối xứng, vững chãi và đầy ấn tượng, với các hồi mái và cột lớn tạo nên một cảm giác kiên cố và hài hòa. Thiết kế này không chỉ mang lại vẻ đẹp cổ điển sang trọng mà còn thể hiện sự bền vững và ổn định của công trình. Tỷ lệ của cửa sổ, cột và kết cấu toàn bộ của công trình đều được thiết kế cân đối và hài hòa, tạo nên một tổng thể vững chắc và thẩm mỹ. Từ mái sảnh chính, cột trụ vững chãi đến bố cục cửa chính, tất cả đều được tính toán tỉ mỉ, đảm bảo sự đối xứng hoàn hảo và sự liên kết chặt chẽ với các yếu tố kiến trúc. Cặp cột huyền thiên vững chãi kiêu sa cùng với những chi tiết tinh xảo ở đế cột tại khu vực lối vào chính tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ và khó quên. Mái tam giác uyển chuyển kết hợp hài hòa với các phào chỉ trang trí cầu kỳ, lan can con tiện chạm khắc tỉ mỉ, tất cả đều được thiết kế với sự chú trọng vào từng đường nét nhỏ nhất. Những yếu tố kiến trúc này không chỉ nâng cao vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn làm nổi bật sự sang trọng, quý phái và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Cửa được làm từ vật liệu gỗ cao cấp, kết hợp với các chi tiết đá tự nhiên được chế tác tinh xảo, tạo nên một tổng thể kiến trúc vững chãi và sang trọng. Khu vực sân vườn rộng rãi trải dài trước công trình được thiết kế tinh tế với cây cối và hoa được bố trí khéo léo, tạo nên sự hòa quyện tự nhiên với kiến trúc. Những chậu cây xanh tươi mát được đặt trên lan can không chỉ bổ sung màu sắc sinh động mà còn giúp làm mềm mại các đường nét cứng cáp của cấu trúc, tạo ra sự cân đối và dịu dàng cho không gian. Sân vườn không chỉ là điểm nhấn thị giác nổi bật mà còn là nơi mang lại cảm giác thư giãn, thanh bình, góp phần làm tăng giá trị thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống của công trình. Bạn cảm thấy thế nào về thiết kế này? Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc tư vấn chi tiết, đừng ngần ngại liên hệ ngay với nhà Phương Đông qua hotline 0888625888. Cảm ơn bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.